năm 1907. Ok, thank you Lord for that. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ học bài học về sống giả, sống thật. Ok, sống giả, sống thật trong Samuel nhất chương số 15. Ok, start this one. Ok, Samuel nhất chương số 15. Rồi, ủa kinh thánh đâu rồi? Không có luôn. Ok, rồi vậy nhìn lên thôi, chúng ta đọc. Sống giả, sống thật. Samuel nhất chương số 15. Samuel nói cùng Saul. Ok, Samuel là nhà tiên tri, Saul là ai? Vua Saul. Vua Saul. Đức Giê-hô-va đã sai ta xức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho dân Israel, ngăn cản đường chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Saul nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Telaim, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Judah. Saul đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong lũng trũng. Người có nói với dân Kenit rằng: Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Ok, chuột này hư đời bữa nào mua chuột khác. Vì dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Saul đánh dân Amalek từ Havila cho đến Sura, đối ngang qua xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dâng thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò chiên và các thứ về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt hết những vật đó, chỉ tiêu diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: Ta hối hận vì đã lập Sao-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, có người đi rước Sao-lơ. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng Sao-lơ đã đến Cạch-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó, đoạn đổi đường đi xuống Ghi-đanh. Samuel đi đến cùng Sao-lơ. Sao-lơ nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông, tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò róng ta nghe kia là làm sao? Sao-lơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng chúng làm của lễ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng: Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Sao-lơ đáp: Xin nói. Samuel nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ, tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Và Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng:
Hãy đi tiêu diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sao-lơ đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va đã sai tôi làm. Tôi có đem Aga vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò và vật tốt nhất về của đáng tận diệt đặng dâng cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Gi-đanh. Sa-mu-ơ nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe thê tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sa-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Rồi dừng lại đây mình cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, vì lời đọc trong lời Kinh Thánh của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con học và hiểu được bài học ngày hôm nay, để chúng con lớn lên trong Chúa, để chúng con biết sống sao cho đúng với lời và ý muốn của Ngài. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thế thì cái bài học ngày hôm nay đó chính là sống giả và sống thật. Hầu hết tất cả chúng ta đều sống giả, chẳng ai sống thật. Thế nào là sống giả? Sống giả là sao Linh? Có nhiều người đó, thầy lấy về một cái ví dụ đi. Tất cả các social media đều là giả. Ok. Ví dụ như cầm cái điện thoại lên đúng không? Chụp hình cười rồi đúng không? Nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải, hết tóc rồi hết dẻ rồi đúng không? Nhưng mà ẩn giấu đằng sau những cái nụ cười đó đó là những cái cuộc sống, những cuộc sống như thế nào? Những nỗi bất hạnh, những nỗi buồn, những nỗi cô đơn, những sự trống trải. Thật, tất cả những người tin Chúa đều có một, tất cả những người không tin Chúa, kể cả những người làm chức cao nhất hay là tất cả những người làm thầy giáo, cô giáo trong nhà trường, hay là tất cả những người làm chức cao ở trong chỗ này chỗ kia, đều có một sự trống trải ở trong lòng. Một người không tin Chúa đều có sự trống trải ở trong lòng, vì họ không biết được mục đích của cuộc sống là gì. Họ chạy theo cái này, họ chạy theo cái kia, chạy theo cái đó. Và thế gian dạy cho con người ta sống giả. Rồi lấy ví dụ, đối với người đàn ông, khi người đàn ông nhìn vào một cô gái, ta nhìn vào gì? Nhìn vào gương mặt nè, nhìn vào chân mày nè, đúng không? Nhìn vào môi nè, nhìn vào tóc nè, đó, nhìn vào quần áo nè, nhìn vào bông tai nè, dây chuyền nè, đúng không? Còn có nhiều cô hở lên nhìn vào đùi nè, nhìn vào chân nè, dép nè. Toàn bộ cái đó có phải là bên ngoài không? Là những thứ mặc lên trên con người. Chứ nữa, phấn son là những thứ mình mặc lên trên thể xác của mình. Quần áo chính là những thứ mình mặc lên trên thể xác của mình. Những cái đó chỉ là cái bề ngoài. Bản thân con người ta sống đâu phải cái đó. Mà thiệt, nếu mà thầy nói thật thì người ta chấp nhận sự, người ta nghe sự thật, nhưng mà người ta sẽ không chấp nhận sự thật. Kể cả trong hội thánh, nếu mà thầy nói thật thì người ta cũng sẽ chấp nhận nghe sự thật, nhưng mà không chấp nhận sự thật. Cuộc sống nó kỳ lắm nè. Bây giờ thấy sự thật thứ nhất nè, ai cũng nói sống hết, nhưng mà cái chắc chắn nhất trên đời này là gì? Điều gì chắc chắn nhất trên đời này? Là sự chết.
mà không ai muốn nói về sự chết hết. Không ai đi tìm cái chắc chắn nhất hết đó. Chết rồi sẽ như thế nào, chết rồi sẽ ra làm sao, không ai đi tìm cái chắc chắn nhất, đúng không? Nhưng cái không chắc chắn nhất là gì? Là sự sống. Ngược lại nữa, biết chừng nào không chết đâu. Tối nay nằm đột quỵ cái chết không chừng, đúng không? Thế mà người ta cứ đòi sống ảo, sống tiền, sống dịp bàn, sống xe, sống cửa, sống nhà, sống cửa, đúng không? Rồi, cái nào mà con người chắc chắn nhất có? Nào, ai cũng nói hết. Ỉa với đái. Cô gái đẹp cỡ nào mà không bao giờ cái cục cức mà nó thơm hết. Dù cho người đó có xịt nước hoa đi ngang cái là cả một con đường luôn, nó chỉ là ngôi nhà nha. Có nhiều người xịt nước hoa đi ngang cái là cả một con đường, cái mùi nọc nặng luôn á. Và nước hoa dành cho con gái nó mắc hơn nước hoa dành cho đàn ông. Ai đi mua nước hoa biết liền. Nước hoa cho đàn ông chừng mấy trăm ngàn là có à. Nước hoa dành cho con gái 3-4 triệu một cái, hủ chút xíu vậy. Đó là sự thật á. Mà không có cục cức đứa nào mà thơm hơn đứa nào hết, nào cũng thúi đó. Ừ. Chúa Giêsu nói gì? Những thứ mà ngươi ăn vào, những thứ mà ngươi mặc vào, nó không làm dơ bẩn một con người. Những thứ mà trong người của ngươi ra mới làm dơ bẩn một con người. Những thứ mà trong người của ngươi ra mới làm dơ bẩn một con người. Những thứ mà trong người của mình ra là cái gì? Lời nói, đúng không? Thái độ, hành động. Những cái mà trong người nó nói lên bản chất của con người của mình, dựa vào lời nói của người đó, nói lên bản chất của người đó. Thế nhưng thế gian chẳng ai quan tâm đến bên trong của người đó như thế nào. Thầy có nói chanh đa, hỏi chanh đa, cho anh biết chanh đa chứ hả? Mê gái lắm, gái đẹp, thấy gái đẹp là mê. Cái nhỏ đó có nó lớp 2, nhỏ đó nhỏ lớp 2 à. Nó thì 10, chanh đa thì 13, 14 tuổi, nhỏ đó có 7 tuổi rồi, lớp 2. Nhỏ đó nó kêu con là chồng á, con nó là vợ. Rồi ghê chưa? Ừ, đẹp dễ thương. Hỏi Chanh Đa một câu này, Chanh Đa. Bây giờ con có hai lựa chọn, bây giờ thầy cho con hai cô gái. Một cô gái thứ nhất là đẹp, cực kỳ đẹp. Nhưng mà cô gái này là không bao giờ chung thủy. Nói lời cọc cặt, nói lời không có dễ thương, không có tri thức. Nhưng mà bên ngoài tay da rồi trắng bóc lắm, mịn màng lắm, mặt rồi đẹp lắm, dễ thương lắm. Đồ quần áo rồi đẹp đó, đi ngang cái là mùi đồ thơm đó. Rồi nhưng mà để nó có mùi thơm đó là con phải làm kiếm tiền để cho cô ấy mua nhuộm tóc, cho cô ấy đi massage, đi xông hơi, đi sửa mũi, đi nhưng mà cái lỗ mũi sửa là cái mũi lỗ mũi hay bị viêm son, con phải cho tiền thuốc, rồi con phải thế. Rồi đó là con nhỏ thứ nhất. Con nhỏ thứ hai là con nhỏ mà bên ngoài lỗ mũi nó tịt nhưng mà nó không bị viêm son, nó da nó đen nhưng mà nó không bị ung thư, nó khỏe. Con nhỏ thứ hai nó xấu nhưng mà nó thương con thật, nó sẵn sàng giúp đỡ con. Thế thì trong hai con đó, con sẽ chọn con nhỏ nào làm vợ? Thật, thằng Chanh Đa nó nói con chọn con nhỏ thứ hai. Nhỏ xấu hả? Ờ, không có thằng con trai nào mà ngu chọn những nhỏ nào đẹp để làm vợ đâu. Nhỏ đẹp chỉ là chở đi chơi, lên xe chở đi chơi, khoe oách khoe bề ngoài thôi, không bao giờ cưới mấy nhỏ đó. Trai nó không có ngu đâu, đừng thấy mình oai. Thầy và mục sư Nelson đi làm chứng cho sự sinh viên trai gái ngồi kế bên nhau, mà không sinh viên như mấy đứa trẻ trẻ đi làm, mới 19 tuổi mình đi làm rồi, chở nhau đi cũng được mưa. Hỏi bạn gái đâu, đẹp bạn gái nè. Hỏi tiếp một cái câu nữa, chừng nào em định kết hôn?
thằng trai nó cười. Ê, là con gái mình phải tỉnh thức, mình phải biết. Người ta đến với mình chỉ về cái xác bề ngoài thôi. Ta sống chỉ vì bề ngoài thôi. Thế gian là như vậy đó. Chúng ta là người tin Chúa, hãy sống vì bề trong, đừng sống vì bề ngoài. Bề trong đó chính là bản chất con người của chúng ta. Bề trong chúng ta mới được phước. Chúng ta quay lại với câu chuyện của ông vua Saul. Ông vua Saul là một thí dụ cực kỳ điển hình dành cho người chuyên gia sống về bề ngoài. Thứ nhất, về sự lựa chọn của Saul. Đức Chúa Trời chọn vua David bởi vì cái tấm lòng của David lên làm vua. Đức Chúa Trời chọn của Saul lên làm vua bởi vì gì? Bởi vì điều gì? Bởi vì cái vẻ bên ngoài của Saul. Saul là một người cao, rất cao. Khi mà cả dân sự đứng, ông đứng cái là ông cao hơn người ta, cái đầu trở lên, từ vai trở lên là ông cao hơn cả hết luôn. Cao to, đẹp trai. Được chưa? Mạnh dạn. Đó. Cho nên về bên ngoài, Saul là người được Chúa chọn theo vẻ bề ngoài và Chúa đặt lên làm vua. Rồi tiếp theo, khi mà Saul làm vua, lúc đầu thì ông còn tốt, nghe lời Chúa. Nhưng mà lúc sau, Saul không nhìn vào Chúa, Saul nhìn vào vị thế của Saul, Saul nhìn vào mọi người xung quanh. Sai lầm thứ nhất của Saul. Sai lầm thứ nhất của Saul là trong một cái trận chiến, thì trước cái dân địch nó rất là đông, quân địch nó rất là đông, thì Saul bị cô lập ở đó cùng với những cái lính của ông, thì mọi người đều run sợ hết, ai cũng run sợ hết, và họ hy vọng vào Đức Chúa Trời, cho nên họ đang kỳ vọng cái ông Samuel là thầy tế lễ đến dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, để giúp Đức Chúa Trời ban sức lực để cho dân Israel ra chiến đấu. Nhưng mà ông Samuel ông không đến, ông cứ từ từ ông chờ, ông trì hoãn 7 ngày sau. Ông Samuel không đến, kêu ông Samuel chờ hoài không xong. Thì dân sự xung quanh nóng lòng. Khi mà dân sự xung quanh nóng lòng, lúc đó ông Saul ông mới lấy của tế lễ và ông chính Saul dâng của tế lễ lên cho Chúa. Chúa nói rằng người dâng tế lễ phải là thầy tế lễ, phải là người Li-va. Saul là dân tộc Benjamin, ông không phải là thầy tế lễ, mà ông làm điều đó để làm hài lòng dân sự. Bây giờ ông sống bởi vì cái dân sự. Đó là sai lầm thứ nhất. Và cái không phải là sai lầm, là tội thứ nhất của Saul. Tội thứ hai của Saul trong đoạn này, Đức Chúa Trời nói với ông Saul: ngươi là vua, mà chính ta đã đặt ngươi lên làm vua của dân Israel. Bây giờ ngươi phải nghe lời ta. Ngươi dẫn binh lính đi giết cái dân Malachi. Giết như thế nào? Tận diệt hết tất cả, trai gái, lớn bé, con nít, đàn bú, tất cả các con vật trong đó, tất cả các thành trong đó, tất cả mọi thứ trong đó đốt hết. Tận diệt hết tất cả mọi thứ trong đó. Đó là lệnh của Đức Giê-hô-va. Saul đó, dạ, con sẽ tuân theo. Và Saul đi đến và giết. Và mọi người đi theo cũng giết sạch hết. Nhưng khi mà thầy cho con cái điện thoại, một đống điện thoại còn nguyên hết trơn luôn nha, một đống điện thoại còn nguyên hết trơn luôn. Thank you. Linh đập hết đống điện thoại đó cho thầy. Cái Linh lại đập búp, ôi 2 triệu búp, 5 triệu búp, 6 triệu búp. Ôi cái này nó tới 40 triệu lắm, còn nguyên nè, đập chi phí vậy ta. Rồi nhét bỏ túi. Rồi mấy 4-5 triệu 10 triệu đập cái 40 triệu để ông tài đó. Đập phí còn xài mà còn
Còn Nguyên hả? Đập 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 hết luôn. Còn cái 40 triệu để dành tôi, đúng không? Cái đó là gì? Cái bản thân của con người đó là gì? Cái lòng tham của con người, đúng không? Đức Chúa Trời bảo Sao Lơ và dân sự là đến diệt hết tất cả dân em, là diệt hết tất cả mọi thứ cho ta. Giết giết giết, mà con tưởng tượng đi, giết người rồi giết thì dễ lắm, thật giết người rồi giết sạch thì dễ lắm. Giờ tới cái mấy cái con vật, ui, ui mấy cái con này mà ngon để dành làm của, giàu lắm nè, sướng. Nhìn con chó nó ú nụ nó đã, con bò ú nó to, nó ú nụ nó bự nó đã, làm sao giết phí. Dân sự nảy lòng tham, dân sự nảy lòng tham thì dân sự nói với Sao Lơ gì? Để đi, có mấy con này chứ có gì đâu, con giết mấy con kia là được rồi, còn mấy con này để lại nè, đập 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 hết rồi, lấy con cái chứ có nhiều đâu, đâu cái cái này có nhiều đâu, tiền ngon thì tự nhiên đập phí không, lấy bỏ tôi. Dân sự giữ lại những con đó, và dân sự nói với Paulo, cả dân sự chứ không phải một người nha, cả dân sự nói với Paulo là giữ lại, à nói với Sao Lơ là giữ lại. Thì ông vua Sao Lơ là làm gì? Ông sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ, đúng không? Ông sợ tiếng dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Nào, người dân sống theo thể xác, Sao Lơ sống theo dân sự, sống theo vẻ bề ngoài. Tại vì Sao Lơ nói bây giờ tôi lỡ mà tôi cãi lời dân sự, cái dân sự nó nổi lên, nó lật tôi xuống, cái tôi hết làm vua, đúng không? Đó, tôi sợ dân nó nổi lên, nó lật tôi xuống, tôi hết làm vua. Cho nên Sao Lơ sợ dân sự, dân đông mà. Và Sao Lơ đã làm theo lời những người dân sự đó, giữ lại những con béo, con tốt. Nếu nói về chúng ta, chúng ta có phải đôi lúc cũng giống như dân sự không? Giống như Sao Lơ không? Y chang chứ có gì đâu. Ví dụ như mình thích cái điện thoại đi, ví dụ mình thích cái điện thoại đó, điện thoại đó nó đẹp, nó tuyệt vời trong mắt của mình nha, thích. Cái nhỏ bạn này nó nói, ui sao mà nó xấu dữ vậy mày, gì đâu mà nhìn mà nó hồng hồng mà nó kỳ, nó xấu xấu, cái riềng nó không hết riềng vậy, cái camera nó không nằm trong vậy, nó xấu. Xong cái qua nhỏ bạn khác nó kêu, ôi cái hiệu này có gì đâu tốt, hiệu này dễ hư lắm, tao xài mấy cái nó hư à. Cái qua nhỏ bạn kia nó nói thêm miếng nữa, qua nhỏ bạn kia nói thêm miếng nữa, qua nhỏ bạn nói thêm miếng nữa, cuối cùng mình làm sao? Quăng luôn điện thoại, mua cái khác xài, mua theo cái mà mấy đứa nó giống cái máy của người ta xài. Thật, người ta giống theo dân sự là vậy đó, Việt Nam mình là vậy đó, chứng minh đi, dễ thôi mà. Giờ mua chiếc xe máy đi, chạy vòng vòng nào cũng kêu Honda, một là Honda, hai là Yamaha, cái nhiêu đó một da Honda Yamaha đâu rồi, toàn Honda Yamaha không. Nói đến xe là toàn là xe Way, xe Dream, xe Air Black, xe Click, xe Jupiter, xe của Honda Yamaha không. Mà hả, có một chiếc xe lại, ui cái đó xài gì ơi, nào giờ ta xài cái đi, toàn là theo đi theo người ta, đúng không? Ai trong lớp của mình tóc nó cũng đen, tóc nó cũng đỏ 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 nhộm vàng vàng, hay là của mình tóc đen, người ta nói ôi sao mày kỳ vậy, mày không thấy kỳ kỳ mày nhỏ cái mày, rồi cuối cùng đi cũng đi nhỏ nhỏ, toàn là mình nghe theo thôi, mình sống theo người ta thôi. Đó là sống bề ngoài. Nếu như chúng ta sống mà chỉ bởi những điều mà chúng ta nghe, bởi bạn bè, bởi những điều mà chúng ta nghe thật, thì biết có người như vậy e ngại, ngại ngùng trước bạn bè. Con cưỡi con chó, sau đó con leo lên con cưỡi con voi, nó dễ.
rất là dễ. Nhưng mà khi con cưỡi con voi rồi, con cưỡi xuống con chó, con rất là khó, khó ứng xử với mọi người. Thật, ông Sauler là người cưỡi chó, sau đó lên cưỡi voi. Ông Sauler khi mà Samuel nói và ông chọn ông á, thì ông nói là: ơi, trong toàn bộ cái dân tộc Israel, dân tộc chi phái Benjamin là chi phái nhỏ nhất, và trong toàn bộ cái chi phái Benjamin, cái gia đình tôi là gia đình nhỏ nhất, mà trong gia đình tôi lại là người nhỏ nhất, mà tại sao ông chọn tôi làm vua? Bây giờ ông là một người cưỡi chó. Chúa đặt ông Sauler lên vị trí cao nhất của dân Israel, là vua của dân Israel. Tưởng tượng chưa? Là cưỡi voi. Bây giờ khi mà ông đang cưỡi voi rồi, ông luôn là tìm cách hài lòng dân sự, hài lòng mọi người, để một ngày nào đó ông không có xuống cưỡi chó trở lại. Giả sử trong chúng ta có một người đã từng giàu có, mặc dù chúng ta chưa ai giờ có, ví dụ đi, ví dụ như chị Oanh từng là một người giàu có, tỷ phú ở Tây Ninh này, Tân Biên này, đi ra mà túi rớt 500 ngàn không thèm lụm, là biến con. Tưởng tượng như đi, ok, tưởng tượng nổi không? Một người tỷ phú mà đi ra mà ở chân mà đụng đất cái là không được, phải mang dép. Dép mà 2-3 triệu không mang, dép phải 10 triệu mới mang. Rồi chưa? Nhà hàng mà ăn một bữa dưới 200-300 ngàn không ăn. Ok. Rồi chị tưởng tượng nổi mức đó chưa? Đi là xe hơi, xe máy là không thèm. Rồi. Một tầng là một người cực kỳ giàu có, nhất nhì ở Tân Biên. Là một người cưỡi voi. Nhưng sau một cái cuộc khủng hoảng kinh tế, đảo chính hay gì đó không biết, cái tự nhiên tiền nó mất hết giá trị, trở thành một người nghèo. Cái đó là sự việc xảy ra 5-7 năm. Một tiền không còn giá trị nữa. Ok. Rồi, chuyện gì xảy ra? Từ cưỡi voi nó xuống cưỡi chó. Rồi, sau đó chị không có tiền, không còn cái gì trong nhà luôn, cái nào giá trị cũng không còn luôn. Lúc đó chị không dám đi ra ngoài đường luôn, mà bắt đắc dĩ đi ngoài đường để kiếm đồ ăn, để mua đồ ăn chẳng hạn. Thấy thằng bạn, cái thằng mà hồi xưa giàu có với mình á, nó đi ở phía trước, thì lúc này chị sẽ đi chậm chậm lại phía sau, chờ nó đi qua xong rồi mới đi tới để mua đồ ăn. Quê không có gì hết, sợ quê. Làm ăn thất bại mà, sợ quê với bạn bè, đúng không? Chị có cái cảm giác đó chưa? Chưa. Hỏi một sư Dũng thì ông có cảm giác đó không biết. Đó là sao? Vì bản thân của con người chỉ sống cho bề ngoài, sống cho người ta cho nên mình mới sợ người ta. Mình sống vì dư luận cho nên mình mới sợ dư luận. Sống vì dư luận cho nên mới sợ dư luận. Nếu chúng ta không sống vì dư luận, không sống vì người ta, thì chúng ta sẽ không sợ người ta. Hãy luôn nhớ vị thế của mình. Là Sauler, là vua dân Do Thái, nhưng hãy nhớ, chính Đức Chúa Trời đặt Sauler lên vị thế đó. Chúng ta là người phụng sự Chúa, là người tin Chúa, hãy nhớ, chính Đức Chúa Trời gọi chúng ta ra công việc của Ngài, để làm công việc của Ngài. Nếu chúng ta không nhớ điều này thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Và chẳng những không làm được gì cả, mà chúng ta sẽ trở nên không tuân lệnh của Ngài. Không tuân lệnh của Ngài. Ở Việt Nam có những điều nghịch lý. Nghịch lý thứ nhất, người nghèo không muốn biết, người nghèo thì lại muốn khoe, người giàu thì lại muốn giấu.
Đó là nghịch lý ở Việt Nam. Người nghèo thì lại muốn khoe, người giàu thì lại muốn giấu. Người nghèo muốn khoe tại vì không muốn người ta biết mình nghèo. Còn người giàu muốn giấu vì không muốn người ta biết mình giàu. Suy ngẫm nha. Những ai mà trải qua cuộc đời mới suy ngẫm được. Người nghèo muốn khoe bởi vì sợ người ta biết mình nghèo. Con đi ra đường, con thấy mấy người nào từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngoài Hà Nội, con thấy người nào mà chạy xe sang, mặc đồ sang, thầy bảo đảm với con người đó là người nghèo. Chắc chắn luôn. Người đi ra ngoài đường nè, mấy thằng nào mà chạy xe Exciter, xe Winner, xe mà cỡ 50 triệu, 60 triệu trở lên á, là mấy thằng đó là mấy thằng nghèo. Công nhân không á, để dành tiền mua á, muốn khoe. Hả, đi nhà thiếu nợ cỡ nào không cần biết, thiếu nợ 200-300 triệu, thiếu nợ 2-3 tỷ cỡ nào không cần biết, mời đám cưới cái lấy vàng ra đeo bông tai đeo vô, lấy vòng vàng ra đeo vô, lấy cổ vàng ra đeo vô, mướn xe hơi đi đám cưới. Người nghèo đó mà thiếu nợ nhiều lắm, cả tỷ luôn á. Mấy người đó thiếu nợ cả tỷ luôn á. Còn mấy người mà chạy xe Exciter, Winner hay là gì này kia nó thiếu nợ vài chục thôi. Còn mấy anh chạy xe hơi mấy đó thiếu nợ cả tỷ đó. Đừng nói họ giàu. Giàu là dư tiền chứ không phải thiếu tiền. Tại vì sao? Cái bản chất của người Việt Nam mình là muốn khoe. Sống theo dư luận. Người nghèo thì muốn sống theo kiểu giàu sang để giấu đi cái nghèo của mình. Còn người giàu thì lại giấu cái giàu, sợ người ta biết mình giàu. Người giàu á, ví dụ trúng một tờ vé số 200 tỷ. 200 tỷ nhiều không chị? Em thì cuộc đời em không mơ đến 1 tỷ luôn, ở đó mà 200. Không biết cái tỷ là gì. Mảnh đất em bán chỉ được cái tiền trăm thôi chứ không được tiền tỷ nữa. Dạ. Rồi, bây giờ trúng được tờ vé số 200 tỷ, đố con người ta nhận tờ vé số bằng sao? Người ta sống bằng cách nào? Cho chuyển khoản ngân hàng luôn á. Đúng không? Nào, thứ nhất, đi nhận vé số, lấy cái đồ bịt mặt, bịt hết mặt lại, chỉ chừa mắt thôi. Y như cái thằng mà đem ra tự bắn tử hình vậy đó. Biết sao không? Sợ người ta biết mặt. Người ta biết mặt con cái là người ta cướp của tống tiền, tại cướp con của con. Đúng không? Chị của anh mà trúng cái tờ 200 tỷ nghe là cuộc sống của con Linh nó bị đe dọa liền lập tức. Lạng hoạn là cái thằng đi ngang lấy xe vô đi ngang bắt cóc cây. Rồi ma róc lấy ra, ma róc móc ra 200 tỷ. Không lợi nhỏ này chết. Bắt tống tiền cho mày. Đúng không? Cho nên đi lãnh 200 tỷ là chị che hết. Tại chiều lai mắt rồi. Ghê chưa? Y với thằng đem ra tử hình chưa? Nó là vậy đó, thực tế là vậy đó, không phải những ở Việt Nam đâu, nhiều nơi đó. Đó là sao? Mình chỉ sống nhờ bề ngoài thôi. Người giàu giấu cái giàu của mình. Có mấy người, ông thầy Joey người Philippines, ông đi xe Grab, đi xe xe ôm á, biết không Linh? Từ này kia, cái bà chở xe ôm, cái bà chạy xe ôm nha. Bà biết nói tiếng Anh, cái anh chào anh Chuy này nói chuyện. Ủa sao cô nữ mà cô chạy xe ôm? Tại cô chạy xe ôm để cho đỡ buồn à, tại vì cô có mấy căn nhà cho thuê ở Sài Gòn á. Rồi cô mấy đứa con cô nó sống, nó đang ở Mỹ á. Đấy. Một căn nhà ở Sài Gòn 10 tỷ trở xuống là chị không bao giờ mua được. Một căn nhà ở Sài Gòn mà bà có mấy căn như vậy đó. Bà chạy xe ôm.
mà phải chạy sớm. Xe sớm mà phải chạy xe rim, xe cồn cồn đó nha. Và thầy cũng gặp ông chủ nhà cho thuê, cụ một tháng cho thuê đó là 45 triệu một tháng đó, cho thuê đó. Mà mỗi lần đi ký hợp đồng với mình cũng lấy chiếc xe rim tà tà không đi ký hợp đồng. Cóc tiền nhà lấy tiền nhà bỏ cốp xe. Ghê chưa? Việt Nam ơi đó. Người giàu giấu, sợ người ta biết mình giàu. Người nghèo ở về quê, đặc biệt là ở quê á, người nghèo khoe để cho sợ người ta biết mình nghèo. Người tin Chúa giấu, sợ người ta biết mình tin Chúa. Ở tin Chúa sao mà nghèo dữ, ở tin Chúa sao mà mày thảm như biết như vậy. Chúa muốn tôi thảm thì tôi thảm chứ chịu cái gì đâu liên quan gì đó. Nhưng mà tôi thảm nhưng mà tôi chắc chắn là tôi được lên trời. Bây giờ anh giàu có đó nhưng mà chắc chắn được lên trời không? Thì thôi. Vậy thì chúng ta đừng nên giống như sao lơ. Đừng nên sống bởi vì dư luận bên ngoài. Đừng nên sống vì mọi người. Sống vì mọi người sống không có nổi đâu. Trước khi tin Chúa mình đã như vậy rồi. Trước khi tin Chúa mình đã sống vì mọi người rồi. Vậy thì sau khi tin Chúa, hãy sống vì Chúa. Hãy sống vì Ngài. Let's live for God, not for man. Work for God, not for man. Hãy làm việc vì Chúa, đừng làm việc vì mọi người. Sao-lơ ăn năn. Sau khi Sao-lơ thấy được tội lỗi của mình, câu số 15, 25. Sao-lơ sau khi thấy được tội lỗi của mình, ông ăn năn, ông nói là xin hãy tha tội cho tôi sẽ trở lại cùng với Chúa. Tôi sẽ sắp mình trước Đức Giê-hô-va. Nhưng mà sao? Sa-mua nói gì? Trễ rồi con ơi, ta không trở lại cùng với ngươi đâu. Trễ rồi. Vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ngươi. Vậy chúng ta đừng nên từ bỏ lời của Chúa. Đừng nên sống mà nghe theo mọi người. Hãy nghe theo tiếng Chúa. Hãy nghe theo sự chỉ dẫn của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm gì? Chúa muốn chúng ta làm gì với tiền của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm gì với tài sản của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm gì với con cái của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm gì với thân thể của chúng ta? Hôm nay chạy nắng riết một cái tay nè, xấu quắc à. Đen như 70-80 luôn rồi. Đó. Đen xì xì rồi, nhăn trở lại luôn. Nè này nè, đó. Chỗ này là ít nè ha. Này là trắng nhất nè. Nhìn nè, đó. Công tử luôn nè. Lên nó trắng không bằng luôn á. Chỗ này vô nữa là trắng nữa. Tay trắng trắng dữ lắm đó. Ra đây bắt đầu đen từ từ. Đó. Cái này để mùa nắng là chỗ này đen thui luôn nè. Thui lôi luôn nè. Đó. Ôi, lần bịch dữ lắm mà sao đây không? Đi Sài Gòn này cái nọ, trai để nó đây. Đi Hà Nội, đi Hà Long, nâng lắm. Hà Nội, Hà Long nữa. Hà Nội nâng lắm. Đấy đó. Quá. Thế thì chúng ta hãy dùng thân thể của mình để làm công cụ của sự công bình. Đừng sống theo mọi người, hãy sống thật, đừng sống ảo. Hãy sống thật, đừng sống ảo. Sống thật là sống theo Chúa, nghe lời Chúa. Sống ảo là sống vì mọi người và nghe theo mọi người. Ok. Xã hội này là một xã hội sống ảo. Của dân, do dân, vì dân là một xã hội sống ảo. Vì dân mà, vì mọi người mà. Đừng nên như vậy. Chúng ta hãy vì Chúa, đừng vì mọi người. Let's pray. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, vì lời của Chúa, về bài học mà Chúa dạy qua đời sống của Sao-lơ. Sao-lơ đã không vì lời của Chúa, đã không màng đến lời của Chúa, mà Sao-lơ lại vì mọi người, vì màng đến mọi người, vì sợ mọi người, cho nên Sao-lơ đã cãi lời của Chúa.
Vậy thì xin Chúa hãy giúp chúng con đặt mạng sống của mình, tài sản của mình, con cái của mình lên cho Chúa, vì Chúa chứ không phải vì mọi người. Để chúng con bớt sống ảo theo thế gian đi, để chúng con sống thật với Chúa. Không phải thật với lòng của mình, không phải thật với con người của mình, mà thật với Chúa. Hãy giúp chúng con sống thật với Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì sự dạy dỗ của Chúa trong hôm nay. Hãy giúp chúng con, Chúa ơi. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.